Cảm ơn anh đã đi cùng chuyến họp lớp này với tôi. Không có gì, dù sao tôi cũng đang rảnh. Sắp tới nơi rồi. Không khí trong lành quá. Tự nhiên chui vào đây, mất hết cả sóng. Ơ kìa, mọi người đã biểu quyết rồi mà. Vui lên. Trung, cựu sinh viên học viện cảnh sát. Nhanh tay mọi người ơi. Ê, đi giải quyết với tôi phát. Thôi, tôi không buồn. Đi xa xa ra nhá, không mùi bay hết về đây ấy. Ừ. Lạng này ăn mì ngon nhỉ. Đúng chiều rồi nhé. Ơ, Kiên đâu mà không về ăn trưa? Ừ nhỉ, đi cũng lâu lâu rồi ấy. Sao vậy? Rõ ràng lúc nãy có người ăn cho lắm mà lú mẹ. Cậu kia đi cũng cả tiếng rồi, chắc chắn có vấn đề. Cậu kia đi cũng cả tiếng rồi, chắc chắn có vấn đề. Phải đấy, có khi bị lạc. Để tôi đi tìm. Tôi nữa. Tôi. Kiên ơi. Kiên ơi. Kiên ơi. Kiên. Bên này, điện thoại lại không có sóng. Có dấu vết kéo lê. Là máu. Không xong rồi. Có chuyện gì vậy? Ông ta. Ông là ai? Tôi là Đại, thầy lang tại làng ẩn giật dưới chân núi. Mọi người mau rời khỏi đây trước khi quá muộn. Người đâu mà kỳ cục? Tìm thấy Kiên chưa? Có dấu vết kéo lê và vết máu còn rất mới. Tôi e Kiên gặp chuyện rồi. Mau đi tìm trước khi trời tối. Nếu vết kéo lê này là của Kiên, với vóc dáng đó thì phải cần một lực rất mạnh. Chắc chắn là do thú săn mồi, có thể là sói, hổ hoặc sư tử. Không đúng. Có dấu vết như dấu chân người. Kỳ lạ, lại chỉ có mũi chân. Vậy là đi kiễng à? Có cả dấu vết bàn tay. Làm gì có ai đi bằng bàn tay? Không hẳn. Cậu nắm xuống đây. Theo hiện trường để lại, thứ đó di chuyển thế này. Lạ thế gì? Lực kéo rất mạnh. Mau lên. Phía trước kia rồi. Mau báo cảnh sát. Ở đây không có sóng. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Thi thể bị mất rất nhiều bộ phận. Tôi đã nói mà, là bị thú rừng tấn công. Ở đây coi bộ rất nguy hiểm. Xung quanh có dấu chân người. Vết răng. Là răng người. Nhưng phần răng nanh dài hơn. Hung thủ là người ư? Hoang đường. Không thể nào. Bây giờ không phải lúc đôi co. Mau xuống núi, báo cho cơ quan chức năng. Có khi nào hung thủ là tên thầy lang? Rất có thể. Hiện tại hắn cũng là một nghi phạm. Chúng ta cần thêm người để phong tỏa hiện trường và truy vết hung thủ. Duy đâu? Nãy đi sau tôi mà. Không ổn rồi. Bên này. Không thể nào. Cái quái gì vậy? Tôi không thể ở lại đây được nữa. Tôi phải về đây. Sao ông bỏ chạy? Mau rời khỏi đây. Hắn chính là hung thủ. Chân ông ta bị tật. Thi thể bị kéo lê một đoạn rất dài. Hung thủ phải là một thứ gì đó có sức mạnh phi thường. Vớ vẩn, ông chính là nghi phạm. Hung thủ phải là một thứ gì đó có sức mạnh phi thường.
đây là khu rừng Nhạn Bất Quần, mang một lời nguyền đáng sợ. Tên gì lạ vậy? Nhạn là loài chim xác định phương hướng giỏi nhất, nhưng nếu bay vào khu rừng này cũng không thể tìm đường ra. Tất cả các người sẽ không ai thoát được khỏi đây. Vớ vẩn, ông chính là nghi phạm. Cứu tôi với! Là giọng Linh. Nó là thứ quái quỷ gì vậy? Là người hay là thú vậy? Mau rời khỏi đây! Ra ngoài rừng thôi! Hình như chúng ta lại quay về chỗ cũ. Bị lạc thật rồi. Chẳng lẽ đúng như ông thầy Lang nói, không ai có thể thoát khỏi khu rừng? Để tôi giúp. Tôi biết đường xuống núi. Lại là lão răng băm. Tôi sẽ dẫn mọi người ra khỏi đây. Cứu. Sao cậu còn đứng đây? Tôi sợ lắm. Mau lên. Chia ra. Sao mãi chưa thấy hai người kia quay về? Có chuyện gì vậy? Tôi là kiểm lâm ở đây. Có thứ gì đó đã sát hại ba người bạn của tôi. May quá, có anh ở đây. Mau giúp tôi thoát ra khỏi đây. Khu rừng này rất nguy hiểm, trời cũng sắp tối rồi. Để tôi dẫn mọi người xuống núi. Chia ra. Thị trấn kia rồi. Đi một đoạn nữa là xuống núi. Anh không đi cùng sao? Tôi cũng từng là nạn nhân của khu rừng này. Mau về thôi, hai người đó chắc không quay lại được nữa đâu. Còn quái vật này thực sự rất mạnh. Rất nhiều nạn nhân đã phải bỏ mạng vì nó. Mình nhất định phải chấm dứt chuyện này. Không quay lại đâu. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the... Chó này! Nhận! Này!
khách lên phường ngồi hết không? May cho mày đấy. Cảm ơn cô. Không có gì. Chào cô. Chào cô. Một yêu hai chết, em chọn đi. Ba là mày vỡ mồm. Xin ông thanh toán số tiền hàng lần trước cho tôi. Năm nay kinh tế suy thoái nên chưa có. Cả nhà tôi trông cậy vào khu vực này, xin ông. Chó này, ngậm mồm. Cầm giúp tôi. Có mua có trả. Thanh toán tiền đi. Mày thích lo việc bao đồng phẩu? Biết bọn bố. Biết bọn bố. Chỏ hay gối? Cầm đầu, tội nặng nhất. Gối. Mày dám biết bố mày. Tiền của bà đây. Nghi phạm vẫn chưa khai. Phải, có khi phải quay lại hiện trường. Mà đâm vào bố mày rồi. Đây là danh thiếp của tôi. Sửa xe hết bao nhiêu, tôi cử. Đứng lại, xin lỗi bố chưa? Đi xe không mũ, lạng lách đánh võng, hoành không xi nhan. Người sai ở đây là cậu đấy. Đây là đường nhà bố, bố thích thế. Mày có quỳ xuống xin lỗi không? Không thì... À con chó này, giỏi, ở yên đấy. Gọn vào. Như nào bạn này? Mèo nói nhiều, đền tiền cho bạn bố. Đã biết bố là chưa? Đã đến nước này thì một xu cũng không có. Con chó này. Gây rối mất trật tự, có tổ chức, bị phạt tù từ 2 đến 7 năm. Sao? Alo, bên điện lực phải không ạ? Chào chị. May quá, nhà tôi tự nhiên mất điện. Có thể là do đường dây hoặc do automat, để tôi vào kiểm tra. Chị cứ xuống nhà để tôi làm việc. Chị ơi, tôi đến rồi. Tôi ở bên điện lực, chị vừa gọi báo nhà có sự cố. Ờ, nãy có người. Hãy cảnh giác. Play the